Chào các bạn, chúng ta cùng trở lại với cái thị trường chứng khoán phái sinh. Thì cái phiên này thứ sáu là phiên mà chúng ta lo đúng không? Bản thân mình là lo, đó lo ở cái phiên cái cây này này. Bạn nhìn thấy này, khi nó test lại thành công là nó lên, lo ngay cái cây 0.7172 là lo ngay cây này và các lỗ thủng ở dưới cái vùng này, thủng 68 cho biết là cắt nhưng mà nó lên ha. Khi mình nhìn thấy thị trường cơ sở mạnh thì thôi lên rồi. Đó, bây giờ đó thì chờ đợi thôi, gần như là hôm thứ sáu thì cũng vậy, sáng thì mình vào thì cũng chờ thôi, không làm gì cả, chờ suốt xong rồi ok bắt đầu mình mới vào trận cái cây này. Thì cái thời điểm vào cây này là nó sẽ 10 giờ rồi, lúc này không 10 giờ đấy các bạn nhé. Đó thì đây là điểm vào này, tại vì trước đấy là một xu hướng tăng, nó tăng nó thoát hết cái trend này ra, bạn nhìn thấy không, thoát trend này rồi thì nó test lại về cái trend này mà nó không thủng là mình lo thôi, vượt lên là lo. Đó. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng phân tích cho cái phiên ngày mai nó sẽ, phiên ngày hôm nay thứ hai nó sẽ như thế nào. Thì bạn nhìn nha, mình vẽ cái trend cho mọi người này, cái này mình vẽ trước rồi đó. Bạn nhìn thấy ha, bỏ này đi, bỏ luôn mấy cái này đi, bạn nhìn thấy là gì, nó lên ngay cái trend, lên ngay cái trend, lên ngay trend, lên ngay cái trend đó, nhìn thấy lên 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 ngay cái trend như vậy. Thì cái dùng này chúng ta lưu ý hết sức à, càng lên cao thì chúng ta càng lưu ý là cái xác suất gì, cái xác suất chỉnh lại là rất cao à, nên là gì, thậm chí nó thể, tất nhiên nó có thể lên cao hơn là cái vùng khoảng 94 95, nhưng ta lưu ý là ở đâu đấy vùng này, vùng này rất có khả năng nó sẽ gì, sẽ chỉnh 80% 90% của cái nhà giao dịch đó, mà để thành công đó, là mọi người biết để lại phải làm gì không? 80% 90% nhà giao dịch mà để thành công đó, là đợi chờ. Còn 10 20% còn lại là làm gì biết không? Để đặt stop loss. Thực sự là như vậy đấy. Có nghĩa là cái yếu tố thành công của một nhà trading, một nhà giao dịch đó, đó chính là gì? Chờ đợi. Phải chờ đợi cực kỳ gì? Phải chờ đợi. Gần như là gì, trong ngày các bạn cũng không cần đánh nhiều đâu, các bạn chỉ cần giao dịch chuẩn đúng một lệnh các bạn thắng là ok rồi đó, nên là gì, chờ đợi là yếu tố để thành công. Ai mà chờ đợi được người đó chiến thắng, tại vì trading mà phát sinh mà trong ngày kiểu gì cũng có lệnh thôi đó, nên là cái người mà chờ đợi để có cái tín hiệu đẹp nhất, có cái vị thế vào lệnh đẹp nhất và có cái điểm stop loss thấp nhất là người đó chiến thắng rồi nha. Rồi thêm một cái nữa là gì, tuân thủ đặt stop loss, tại vì cái đó là bắt buộc rồi, để mà chiến thắng trong trading, trong đầu tư thì bắt buộc phải đặt stop loss. Nhưng mà đặt stop loss không, nó có đảm bảo rằng chúng ta chiến thắng không? Không, đặt stop loss chỉ để đảm bảo rằng chúng ta thua lỗ ít hơn mà thôi, chúng ta mất tiền ít hơn mà thôi, để chúng ta phòng thủ thôi, chứ không có nghĩa là chúng ta chiến thắng. Cái yếu tố mà giúp cho chúng ta chiến thắng chính là yếu tố gì, chờ đợi. Cái đó mới là cái cực kỳ quan trọng. Thường chúng ta không bao giờ chờ đợi được, mà cái tâm lý chúng ta sẽ ra vào liên tục, thì đấy là yếu tố làm cho bạn thua, làm bạn thua lỗ đấy. Đó, nên là gì? Còn chỗ này, ok, ngày hôm nay mình cảm thấy rằng chỗ này là cái chỗ mà rất khó để chúng ta giao dịch. Cái xác suất mà vậy điều chỉnh ở chỗ này nó cao không? Cao chứ, rất chi là cao. À, nên là mình gì, mai đổ lên nữa, hôm nay và sáng nó có thể lên mạnh nữa một chút, mình cũng không biết làm gì cả, mình ngồi mình chờ thôi, mình chắc chắn rằng mình chờ coi cái sự biến động của thị trường nó sẽ đi như nào, rồi dòng tiền nó ra sao, rồi nếu nó chỉnh lại thì chỉnh sâu hay không, nếu nó chỉnh lại với cái lực mạnh thì chắc chắn rằng nó khó để mà lên ngay, nó sẽ còn chỉnh tiếp, thì mình sẽ tìm kiếm một cái cơ hội short ở những cái điểm cao. Rồi nếu cái yếu tố điều chỉnh của nó thấp, gần như không điều chỉnh mấy, thì nó có thể, mình có thể xem đó là một vùng lưỡng lự mà mình cần phải quan sát nhiều hơn, tại vì nó rơi vào vùng cân bằng. Đối với những vùng này mà nó xác suất rất cao là rơi vào vùng cân bằng, vùng lưỡng lự, thì mình không đánh, mình đứng ngoài các bạn nha. Nên là cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình có lẽ rằng cái lệnh long gần như mình cũng không đánh rồi đó, xác suất để mình long ăn nè rất khó rồi. Còn cái lệnh sọt thì phải chờ xem thử nó có gãy hay không.
nó có giảm sâu hay không, thì lúc đó mình mới tìm kiếm một cái cơ hội sập khi nó hồi về, nó test lại ở những vùng đỉnh mà nó điều chỉnh. Còn với một cái pha tăng mạnh như vậy thì sáng nay nó có tăng bung gap đi chăng nữa mình cũng đứng ngoài không làm gì cả, đứng nhìn. Thì cái vùng lên này này thì mình nghĩ rằng là cái xác suất có thể sẽ có một pha điều chỉnh, thì có thể sẽ có pha sọt, nhưng có sọt được ngay hay không, không, mình phải chờ nếu nó rớt lại đã, rớt mạnh rồi đã đó, ok, thì khi đó nó sẽ có những cái pha hồi ngược lại, thì khi đó mình sẽ tìm kiếm những cái điểm sót ở đâu đấy ở trên này, cái tỷ lệ thành công của nó cao hơn. Tại vì sao, khi hồi lên trên vùng này thì nó sẽ bị phản ứng và nó khó vượt đỉnh, còn nếu mà nó rớt luôn không đáng. Tại vì thực tế ra một điều không có thể rớt luôn được, nó chắc chắn nó sẽ có những cái pha hồi lại, tìm điểm hồi lại mình vào lại, nó sẽ tỷ lệ thành công nó cao hơn và điểm stop loss nó ngắn nhất. Thì đây là chiến lược giao dịch của mình cũng như cái cách mình đã và đang giao dịch, nên là chờ đợi là sự thành công, ai chờ đợi được là người đó chiến thắng các bạn nha. Chúc mọi người giao dịch hiệu quả và cùng vậy, chúc mọi người win cái ngày hôm nay là ngày 19 tháng 8 thứ hai, và mình có live stream trực tiếp trên kênh, các bạn có thể xem trên kênh. Các bạn có thể xem, thì cái này là từ thứ hai tới thứ sáu rồi, sáng là gần như 9 giờ, 9 giờ hơn, chiều là 1 giờ đến 3 giờ đúng không? Đây, live trực tiếp trên cái này. Đó, cả cơ sở và cả sinh. Đây, live trực tiếp trên những kênh này nha. Thì mọi người có thể follow xem. Xin chào. Hẹn lại mọi người những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người.